Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Trước đây thì Lâm chưa bao giờ làm những cái mẫu mà dòng phổ thông và dòng giá rẻ, giá tốt như là Taibu hoặc là Chrome hoặc là những cái dòng mà có thể nói là giá rất là tốt mà lại có độ lưu hương rất là cực kỳ. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nước hoa của nữ mà cái độ lưu hương của nó không phải bàn cãi và lưu hương rất là tốt. Có khi có một số người đã feedback cho Lâm là nó có thể lưu hương hơn cả nửa ngày luôn. Thì một trong những cái dòng đó là Taibu, mà chắc là những cái phụ huynh khoảng độ tầm 4x 5x gì đó, khoảng 40 mấy 50 mấy tuổi á, thì mới biết thôi, bởi vì dòng nước hoa này được ra mắt vào năm 1923 và đến bây giờ nó vẫn là một trong những huyền thoại về độ lưu hương, về độ tỏa mùi và cổ điển cực kỳ luôn. Thì đó chính là Taibu, mà dòng này của Mỹ nha các bạn. Đây là chai nước hoa Taibu nha các bạn. Đây Taibu nha. Thì cái chai trên tay của Tâm là 100ml và nó ghi ở rất là rõ là được thiết kế ở Mỹ và và tất cả những cái nguyên liệu của nó được nhập từ Hoa Kỳ nha các bạn. Và đây cũng có một cái dòng chữ tiếng Anh, thì Lâm cũng xin dịch đại khái là một trong những cái huyền thoại về chiết xuất nước hoa Taibu, có một cái được cấu thành bởi những cái đam mê và sự cần cù của những người nghệ nhân làm nước hoa nha các bạn. Đây nó thuộc của hãng Dana, thì Lâm sẽ bóc hộp cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào ha. Cái mẫu nước hoa này thì là do yêu cầu của một vị khách kêu Lâm nhập về thì Lâm mới nhập về thôi, chứ còn cái mẫu này thì Lâm ít khi nào bán lắm. Tuy nhiên giá cực kỳ tốt và độ lưu hương rất là hay, rất là nhiều nha các bạn. Đây là chai Taibu nè các bạn, có chữ Taibu phải không, và nhìn thấy nước bên trong nha các bạn. Và chúng ta có thể nhìn xuyên suốt qua cái chai đó là độc thuận luôn nha các bạn, chúng ta nhìn thẳng qua cái chai luôn, mặt sau lưng của cái chai luôn, thì nó vẫn có ghi là 100ml và được sản xuất tại Mỹ nha các bạn. Taibu này độ lưu hương là cực kỳ luôn, bởi vì một trong những người hàng xóm của Lâm đã sử dụng cái mẫu này và cái cô ấy đã rất là thích cái mẫu này, cho nên là quyết tâm kêu Lâm nhập về mẫu này, chứ thật ra Lâm không có bán cái mẫu này nha các bạn. Thêm cái nữa, cái mẫu này lưu hương rất là lâu, rất là tốt, cô ấy đánh giá rất là cao, và Lâm chính bản thân Lâm đã test qua thì Lâm thấy là cái độ lưu hương nó là cực kỳ luôn ha, rất là lâu nha các bạn. Lúc mà mới xịt ra thì có vẻ như nó hơi nồng, nhưng chính vì cái độ nồng của nó sẽ làm cho độ lưu hương của nước hoa lâu hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Mà các bạn cũng muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua hotline 0939010432 để gặp Lâm nha. Thì Lâm cũng sẽ giới thiệu sơ qua một số mẫu nước hoa mà hôm nay Lâm giao cho khách luôn nha. Đây chính là cái set Victoria Secret nha các bạn. Ở bên trong nó gồm có một cái chai xịt thơm và một cái lotion nha các bạn. Rất là thích hợp để làm quà nha. Cái hộp thiết kế rất là đẹp. Và nó được thiết kế vào cho năm nay luôn nha các bạn. Năm 2018 luôn nha các bạn. Ở đây có chữ to và có chữ from, nghĩa là gửi cho ai và từ người nào đó, thì chúng ta điện ghi tên lên đây. Rồi Valentino Umo thì Lâm cũng có cả tất cả các bản luôn, thì đây là bản Umo in Euro Toilet nha các bạn. Còn phiên bản này là cái phiên bản Noi Absolute nha các bạn. Phiên bản này cao cấp hơn và phiên bản này thì nhẹ nhàng hơn nha. Thì Lâm có cả hai bản luôn nha các bạn, Valentino Umo ha. Và hôm nay Lâm cũng có giao cho khách là một chai Chanel đỏ nha. Chanel này hiếm cực kỳ luôn, mà có thể đây là một trong những chai cuối cùng được giao trong mùa Noel năm nay rồi. Và Club de Nuit thì đây là một trong những cái dòng mà copycat của Chris Aventus nha các bạn. Rồi Lâm còn có thêm Davis Up Cool Water. Đây là Davis Up Cool Water của Nam nha các bạn. Mẫu này thì thơm, sạch, mát và rất là mát lạnh, rất là thích hợp cho những cái mùa hè hoặc là những cái mùa nóng ở miền Tây mình. Bên cạnh đó Lâm cũng có một vài cái mẫu lăn khử mùi. Thì cái lăn khử mùi này thì Lâm chỉ nhập cho khách sỉ thôi, chứ Lâm không có bán lẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và nếu mà các bạn có muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua hotline mà để bên đây 0939010432. Cảm ơn các bạn đã xem, đã like và subscribe cho kênh của mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là nai đề. Và chúc đội tuyển Việt Nam đã giành được chiếc vô địch của AFF Cup Suzuki Cup của năm nay nha.